Hello, xin chào bạn. Hiện tại mình có đây là chiếc Oppo F11 Pro, chiếc smartphone đầu tiên của nhà Oppo được trang bị cái vi xử lý là Helio B70. Thì Helio B70 là phiên bản nâng cấp về xung nhịp cũng như là bộ xử lý trí thông minh nhân tạo. Mà theo như bên nhà MediaTek thì xung nhịp của B70, GPU và CPU sẽ nhanh hơn so với cái vi xử lý B60. Cùng với đó là cái AI của nó sẽ thông minh và nhanh nhạy hơn 10 cho đến 30%. Vậy thì khi mà chiếc Oppo F11 Pro này chạy cái vi xử lý là Helio B70 đi kèm với đó chúng ta có thêm cái nền tảng là Cortex 6.0 cùng với cái là Hyper Boost thì nó sẽ mang lại cho chúng ta hiệu năng về xử lý đồ họa, game hay là trải nghiệm hàng ngày như thế nào. Thì mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Trước khi đi vào cái phần test game thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái phần không gian trò chơi trên chiếc Oppo F11 Pro. Thì các bạn có thể thấy đây là cái giao diện của không gian trò chơi trên chiếc F11 Pro. Thì nó sẽ có cái phần là hiệu năng cao này. Khi các bạn bấm vào phần hiệu năng cao, chúng ta sẽ có ba cái tùy chọn: chế độ tiết kiệm pin này, chế độ cân bằng và chế độ hiệu năng cao. Khi mà chúng ta bấm vào đây, các bạn sẽ nghe một cái tiếng này. Bùm. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái hiệu năng tốt nhất khi mà chúng ta trải nghiệm game cũng như là trải nghiệm hàng ngày. Và một vấn đề nữa, các bạn có thể thấy là mình ở đây mình có ba cái tựa game, không phải là ba tựa game mà là hai tựa game, nhưng mà PUBG thì chúng ta sẽ có hai cái phiên bản. Thì các bạn có thể thấy là Liên Quân Mobile và PUBG phiên bản quốc tế chúng ta sẽ có thêm cái biểu tượng là sấm sét. Tại vì hai cái tựa game này đã được bên nhà Oppo cùng với các nhà phát hành game đã tối ưu riêng dành cho cái nền tảng là Cortex 6.0, giúp cho những cái sản phẩm nào mà chạy cái nền tảng Cortex 6.0 á thì nó sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn. Còn cái PUBG Mobile do VNG phát triển, các bạn có thể thấy này là nó sẽ không được tối ưu, có nghĩa là Oppo chưa phối hợp cùng VNG Việt Nam để có thể tối ưu hóa được cái PUBG phiên bản Việt Nam này. Và ở trong cái phần này các bạn có thể thêm, và nhưng mà hiện tại ấy, các bạn có thể thấy này, chỉ có duy nhất là Liên Quân Mobile cùng với đó là PUBG phiên bản quốc tế thì chúng ta mới có cái tia sét như thế này thôi. Còn ví dụ như Advan 8, Free Fire hay là Zombie Theme Run 2 thì nó sẽ không có nha. Mình đây, Advan 9 cũng không có luôn nha các bạn. Rồi Godfrey Legend thì mình nghĩ hiện tại thì Oppo F11 Pro nó quá là mới, đâm ra là Oppo ở thị trường Việt Nam á họ chưa kịp tối ưu được. Thì trong thời gian sắp tới thì mình nghĩ là cái không gian trò chơi này, cái phần sấm sét và được tối ưu này sẽ được nhiều hơn. Và bây giờ thì mình sẽ test hai tựa game là Liên Quân Mobile cũng như là PUBG phiên bản Việt Nam. Còn cái phiên bản quốc tế thì mình có test rồi và mình sẽ show cái phần FPS cho các bạn. Tối qua thì mình có test khoảng 5 ván và bây giờ thì mình sẽ test ở cái phần là hiệu năng cao. Và đây là giao diện của tựa game Liên Quân Mobile trên chiếc Oppo F11 Pro. Thì các bạn thấy là một chiếc smartphone tầm trung. Mình nghĩ là chiếc Oppo F11 Pro thì mức giá của nó sẽ khoảng tầm 8 triệu ở thị trường Việt Nam. Thì cái việc mà bật được FPS cao hay là độ phân giải HD thì nó cũng không có gì là phải là lăn tăn cả, đúng không? Tuy nhiên đây là một cái điểm cải tiến của chiếc Oppo F11 Pro so với những cái phiên bản tiền nhiệm. Tại vì những cái bạn nào mà đã từng sử dụng những chiếc smartphone dòng F trước đây của nhà Oppo thì các bạn sẽ nhận thấy là ở những cái phiên bản phần mềm đầu tiên thì Oppo thường khóa cái phần FPS cao mà chỉ cho chúng ta chơi ở cái phần FPS thấp thôi. Lý do tại sao Oppo lại khóa cái phần FPS cao bởi vì những cái phiên bản phần mềm đầu tiên thì nó không thực sự ổn định cho lắm, cho nên là Oppo đã quyết định là khóa những cái FPS cao đó. Sau một tháng thì khi mà phần mềm đã đi vào ổn định hơn thì họ sẽ mở cái phần khóa FPS cao, giúp cho người dùng có thể trải nghiệm những cái tựa game, đặc biệt là tựa game Liên Quân Mobile ở cái chế độ là FPS 60. Đây, tuy nhiên thì nói là nói nó khác biệt, nó cải tiến hơn, nhưng mà thực sự khi mà chúng ta chơi tựa game Liên Quân Mobile trên chiếc Oppo F11 Pro, khi mà chúng ta combat hoặc là chúng ta đánh 1-1 hoặc là chúng ta đánh 3-3 thì mình nhận thấy là FPS của nó không thực sự cao cho lắm. Nó chỉ duy trì ở mức tầm là 5-8 hoặc là thậm chí xuống chỉ còn khoảng tầm là 5-4 thôi các bạn. Ví dụ như trong cái pha combat này các bạn có thể thấy là FPS của nó sẽ rơi khoảng tầm là 55, 58, 56. Đây các bạn thấy không? Nó cứ duy trì xoay vòng ở trong cái mức từ 53 trở lên. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta di chuyển á thì cái FPS của nó sẽ duy trì tầm là 60, 61, hoặc là chúng ta đánh quái rừng thì nó sẽ duy trì ở là 60, 61. Cái pha combat rất là đông người như thế này thì các bạn thấy là FPS của nó sẽ bị tụt xuống chỉ còn là 52 hoặc là 48 mà thôi nha các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta đánh quái rừng, quay lại chúng ta phải đánh quái rừng này, rất là nhiều người đánh quái rừng, rất là nhiều ứng, nhưng mà FPS của nó thì vẫn duy trì ở cái mức khá là tốt. Nếu mà để đánh giá phần chấm điểm cho cái tựa game Liên Quân 3 khi mà chúng ta trải nghiệm trên chiếc Oppo F11 Pro thì mình đánh giá nó chỉ khoảng là tầm 7.5 điểm mà thôi. Đây không phải là chiếc smartphone tốt nhất trong cái tầm giá này để chúng ta có thể trải nghiệm được tựa game Liên Quân 3. Tuy nhiên thì đó là về tựa game Liên Quân 3 thôi nhé các bạn.
chứ không nói đến cái tựa game là PUBG Mobile nha. Hồi nữa mình sẽ cho các bạn cái sự bất ngờ khi mà chúng ta trải nghiệm tựa game PUBG Mobile trên chiếc Oppo F7 Pro. Và mình hy vọng là sắp tới thì Oppo sẽ phối hợp cùng các nhà phát hành game để tối ưu hóa tốt hơn tựa game Liên Quân Mobile trên chiếc Oppo F7 Pro chạy cái vi xử lý là Helio B70, để chúng ta có thể chơi ở cái mức khi mà chúng ta có mắt 5 năm á, thì nó có thể duy trì ở cái mức là 60, 61, 60, 61. Nhưng ở thời điểm tại thì nó chưa thực sự tốt cho lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang với cái tựa game là PUBG Mobile phiên bản Việt Nam. Còn cái phần FPS của cái phiên bản quốc tế thì mình sẽ để phần sau nha. Và đây là cái phần giao diện cài đặt này. Bây giờ mình sẽ click vào cái phần giao diện cài đặt của tựa game là PUBG Mobile phiên bản Việt Nam cho các bạn xem. Thì các bạn có thể là mình đã bật khử răng cưa rồi, mình cũng bật được cái chế độ là đồ họa HD rồi, chúng ta cũng có tốc độ khung hình là cao. Nếu mà để nhìn qua một chút về đối thủ của nó là chiếc Galaxy A50 ấy, thì nó không thể bật được cái phần HDR. Nhưng các bạn cũng cần lưu ý đó chính là trên chiếc Galaxy A50 cái màn hình của nó không phải là màn hình HDR nha, không hỗ trợ cái màn hình HDR nha. Cho nên cái việc mà bật được HDR thì nó cũng không có sự khác biệt quá nhiều so với cái phần HD. Cho nên là chúng ta sẽ không so cái phần nó ra. Một cái điểm mà mình đánh giá rất cao trên những Oppo F11 Pro khi mà chúng ta chơi tựa game lên PUBG Mobile, đó chính là khi mà chúng ta nhảy dù. Các bạn, nếu những bạn nào đã xem được Pixel trong thời gian dài vừa qua thì các bạn thấy là những chiếc smartphone dưới 5 triệu đồng, dưới 7 triệu đồng, khi mà chúng ta nhảy dù thường FPS của nó sẽ bắt đầu tụt khi mà chúng ta bấm nhảy dù từ máy bay ra. Nhưng các bạn thấy không, ở 50% độ cao đầu tiên từ 100 cho xuống 50 thì FPS của nó luôn luôn duy trì ở mức là 30, 31. Nhưng khi mà chúng ta xuống từ 50 cho đến là 0 thì nó bắt đầu có hiện tượng là rớt một số khung hình, ví dụ như 29 hoặc là 28 hoặc là 27. Nhưng mà nói về cái phần nhảy dù thì mình đánh giá Oppo F11 Pro trong cái tầm giá của nó là một trong những chiếc smartphone có khả năng nhảy dù khi mà chúng ta chơi PUBG Mobile phiên bản Việt Nam cũng như là phiên bản quốc tế tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì bọn mình đã nhảy dù xuống và bây giờ mình sẽ di chuyển cho các bạn xem này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắn mấy con địch nha. Chắc là con này là con bot rồi. Mình thấy ngu như thế này là chắc chắn là bot rồi. Thực sự á, lần đầu khi mà mình trước khi mà mình cầm chiếc Oppo F11 Pro, mình không nghĩ là Helio B70 có thể có cái trải nghiệm tốt như thế này. Nói là nó ổn định thì nó chỉ ổn định khi mà chúng ta di chuyển bằng chân này, hoặc là chúng ta bắn địch thì nó luôn luôn duy trì ở mức khoảng là 30 cho đến là 31 hoặc là 29. Nhưng các bạn thấy hồi nãy mình vừa di chuyển bằng xe á, thì nó bắt đầu có cái hiện tượng là sụt khung hình, bởi vì khi mà chúng ta chạy xe thì chúng ta cái máy của chúng ta sẽ phải load map. Và đây thì nó, các bạn có hiệu ứng thêm mưa nha, đây là thêm một cái hiệu ứng mưa, cho nên là FPS của nó sẽ bị rớt chỉ còn là 25 hoặc là 26. Nhưng có một vấn đề mình nhận ra khi mà mình chơi khoảng gần 5 ván trên chiếc Oppo F11 Pro khi mà chúng ta chơi Liên Quân PUBG Mobile á, là khi mà chúng ta vừa xuống xe á, thì nó sẽ mất khoảng tầm 30 giây hoặc là 1 phút rưỡi thì nó mới duy trì lại ở cái mức là 30 FPS. Còn khi mà chúng ta đang lái xe thì các bạn thấy FPS của nó sẽ tụt xuống 22, 23 cũng có, hoặc là 26 cũng có. Bây giờ thì mình sẽ nhảy qua thêm vài đoạn núi nữa thì chúng ta sẽ cùng là chuyển xuống chế độ smooth, chính là cái phần là chế độ mượt á. Tại vì mình chơi cái phiên bản quốc tế quen rồi ấy, cho nên mình hay nói là smooth, thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bay qua phần này. Đây, các bạn thấy FPS của nó sẽ duy trì ở mức là 28, 29, mặc dù đang có là hiện tượng mưa. Và đây thì nó đã bị rớt xuống chỉ còn là 24 mà thôi. Và bây giờ mình sẽ vào cái phần đồ họa và chúng ta sẽ bấm xuống mượt. Và khi mà chúng ta bấm xuống mượt thì mình sẽ cho các bạn xem cái khi mà chúng ta di chuyển xe nha. Thì nó sẽ duy trì ở cái mức 29, 30, 31, 29, 2, 30, 31. Thật sự thì mình không thể ngờ được là Hello B70 lại cho chúng ta cái trải nghiệm tựa game PUBG Mobile tốt như thế này. Một cái điểm khá là bất ngờ đó chính là với Liên Quân Mobile ấy, một tựa game nhẹ hơn về mặt đồ họa thì nó nhẹ hơn so với PUBG Mobile, nhưng có vẻ như là nhà Oppo chưa phối hợp tốt để có thể tối ưu hóa tựa game Liên Quân Mobile trên chiếc Oppo F11 Pro cũng như là chiếc Oppo F11 sắp tới. Và bây giờ thì mình sẽ cùng zoom. Các bạn có thể khi mà chúng ta zoom, nó vẫn duy trì ở mức là 30, 31, 29, 30, 31, rất là tốt. Và đây thì các bạn thấy là khi mà chúng ta chơi tựa game Liên Quân Mobile, tựa game PUBG Mobile phiên bản quốc tế, thì cái FPS của nó duy trì ở mức 30 là 94% và độ xê dịch chỉ là 1.17 FPS thôi nha các bạn. Đây là cái chế độ mượt này. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video trải nghiệm hai tựa game là Liên Quân Mobile cũng như là PUBG Mobile trên chiếc Oppo F11 Pro. Các bạn muốn bọn mình so sánh Oppo F11 Pro với những sản phẩm nào thì cứ comment ở phía dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.